Hôm nay dâu lên băng đen thì vô tình bắt gặp một cái trường hợp, tức là rất nhiều các em nhỏ được một cái cô ở Gia Lai, số nhà 57 Trần Nhật Duật, cô đã tự nhận các em nhỏ này về nuôi và chăm sóc bao nhiêu năm nay rồi. Thì hôm nay lên đây thì vô tình thấy một cái hoàn cảnh như thế này. Đó, các em nhỏ rất là hồn nhiên luôn. Thảo, cho em một quả. Đó. Các em bị mồ côi, rồi bị tàn tật, được nhiều người bỏ rơi thì cô nhận về nuôi, rất là đông luôn. Đó. Cũng có một số họ cha mẹ gửi, nhưng dạ, kiểu như gia đình khó khăn, dạ, rồi mấy cháu thì không được thấy không. Số nhà cô là 57 rồi. Trần Nhật Duật. Dạ. Cô phải đưa lên màn á. Cô 57. Xin chào con. Thế là một mình cô được cứ nhận về nuôi bao nhiêu năm rồi cô? 25 năm. Không phải đâu con. Đấy, đúng là thì lúc đầu là cô mở trường á, là có một mình cô mở, là cho những gia đình cười kiện á, họ tới họ gửi. Thì hồi đó cô thuê tới 8 cô giáo. Thì hồi nó mấy cháu một cô nó còn nhỏ. Rồi sau này thì bây giờ sau Covid đó thì là mấy cháu mà có điều kiện thì nó ra ngoài nó hội nhập. Nói là gia đình họ có điều kiện thì họ gửi chỗ có tiền á. Vâng. Còn là chỗ cô thì dùng mục đích là giúp cho mấy cháu gia đình hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng. Nói đúng cha mẹ họ không có điều kiện. Vậy là đoàn mình đưa một xe chở các cháu lên đây. Đó, có thuê một xe. Vâng. Ra đây con. Mục đích đưa các cháu lên đây để làm gì hả cô? Xin ơn. Xin ơn. Dạ. Cho mấy cháu khỏe mạnh thôi. Dạ vâng. Rồi đi xếp ra đây con. Đây là một buổi mình đi thì vô tình gặp được cái cảnh này, cũng quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem được. Anh em rất là đáng thương luôn. Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của dâu. Hiện tại dâu đang đứng ở vị trí cao 1.200m so với khu vực nước biển. Hiện tại dâu đang có mặt ở Măng Đen. Măng Đen được rất nhiều người ví đây là một khu sinh thái có một cái khí hậu mát, được so sánh như là Đà Lạt 2. Và hiện tại dâu đang có mặt ở đài Đức Mẹ Măng Đen. Măng Đen là cái rốn của thảo dược và có một cái môi trường cũng như không khí rất là tuyệt vời. Ở đây cũng là một nơi tâm linh, được rất nhiều bà con đến đây mua nước lên đài Đức Mẹ để đảnh lễ và xin cái nước đó về. Thì ở đây tâm linh như thế nào, xin mời các bạn hãy theo chân của dâu đi tham quan khu vực trên đây các bạn. Dâu đã từng có một kỷ niệm ở Măng Đen. Những cái cây của chú anh chị đang xem đây là ngày xưa, cách đây 5 năm mà khi mà Măng Đen bắt đầu xây dựng thì mình đã trực tiếp trồng những cái cây này đây. Có một kỷ niệm rất là trân quý là những cái cây này là do bàn tay của mình trồng. Và hôm nay mình quay trở lại Măng Đen thì rất là khác. Có một gì đó thay đổi rất là nhiều. Và cái sự khu Đức Mẹ đứng như ngày xưa thì chỉ là một cái bệ xi măng thôi. Nhưng mà bây giờ đã được xây dựng rất là khang trang. Đó là một cái chài, một cái chòi lục giác bằng gỗ rất là đẹp. Đó. Xin mời chú anh chị đi theo chân của dâu lên chiêm ngưỡng tượng Đức Mẹ nhé. Rất nhiều người đang để tay vào chân Đức Mẹ để xin phước. Thưa Đức Mẹ, mà ngày xưa dâu ở đây thì rất là bình thường, do là một
anh máy múc, anh đi làm rừng, anh có múc được tượng Đức Mẹ. Mà khi đến cái khu vực đó thì anh có kể là tượng Đức Mẹ là múc, khi múc được thì máy chết liên tục và hư cái máy, máy múc, rất nhiều máy múc đến đó là bị hư. Và sau khi là khai quật lên được cái tượng Đức Mẹ thì đã đưa về cái khu vực này để đây là một cái máy máy xúc. Đây là vật chứng của Đức Mẹ Măng Đen, là khi mà ủi con đường đó thì đã đụng vào tượng Đức Mẹ Măng Đen và máy đã chết và không làm được nữa, thế nên là người ta đã đưa về đây để làm cái hiện vật đấy, là bằng chứng. Đó, cô chú. Hôm nay dâu lên Măng Đen thì vô tình bắt gặp một cái trường hợp, tức là rất nhiều các em nhỏ được một cái cô ở Gia Lai, số nhà 57 Trần Nhật Duật, cô đã tự nhận các em nhỏ này về nuôi và chăm sóc bao nhiêu năm nay rồi. Thì hôm nay lên đây thì vô tình thấy một cái hoàn cảnh như thế này. Đó, các em nhỏ rất là hồn nhiên luôn. Đó. Các em bị mồ côi rồi bị tàn tật, được nhiều người bỏ rơi thì cô nhận về nuôi, rất là đông luôn. Đó. Cũng có một số hoa cha mẹ gửi nhưng mà kiểu như gia đình khó khăn rồi mấy cháu thì không được thấy không. Số nhà cô là 57 Trần Nhật Duật. Thầy đưa lên mà cô 57. Xin chào con. Thế là một mình cô được cứ nhận về nuôi bao nhiêu năm rồi cô? 25 năm. Không phải đâu con. Đấy đúng rồi, thì lúc đầu là cô mở trường á, là có một mình cô mở, là cho những gia đình được cười cười đó, họ tới họ gửi. Thì hồi đó cô thuê tới 8 cô giáo. Thì hồi đó mấy cháu một cô nó còn nhỏ. Rồi sau này thì bây giờ sau Covid đó thì là mấy cháu mà có điều kiện thì nó ra ngoài nó hội nhập. Thế là gia đình họ có điều kiện thì họ gửi chỗ có tiền á. Còn ở chỗ cô thì dùng mục đích là giúp cho mấy cháu gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nó đúng cha mẹ họ không có điều kiện. Vậy là đoàn mình đưa một xe chở các cháu lên đây. Đó, có thuê một xe. Ra đây con. Mục đích đưa các cháu lên đây để làm gì hả cô? Xin ơn. Xin ơn. Dạ. Cho mấy cháu khỏe mạnh thôi. Dạ vâng. Rồi đi xếp ra đây con. Đây là một buổi mình đi thì vô tình gặp được cái cảnh này. Mình cũng quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem được. Anh em rất là đáng thương luôn. Em đâu con? Em đâu con? Uống thì uống nhiều. Cứ ngồi xuống hoan đọc cân. Ngồi xuống đọc cân con. Các cháu biết đọc kinh không cô? Biết chứ. Dạ. Ở đây có ba cháu biết nói thôi à? Dạ. Đa số không biết. Có ba cháu biết nói thôi. Nhưng mà đọc kinh là biết đọc kinh luôn. Biết chứ. Dạ. Có ba cháu biết đọc. Vâng. Chắc là biết nói thôi, biết đọc. Cô cho các cháu đọc thế nào? Rồi, phần đầu. Ta. Ờ, chúng đọc kinh nhá. Thảo. Nga. Dẫn các cháu tới đây. Thảo. Dê. Quyết, ngồi xuống đi. Rồi Thảo, tới đây. Nga. Một cái đá audio. Anh nói mẹ đã bỏ hồi 3 tuổi. Dạ, anh này mẹ bỏ hồi 3 tuổi à? Đọc được kinh không cô? Đọc được. À, đọc được. Thảo, con ba cháu bỏ đi đọc. Con đọc đi. Con đã đọc kinh, ngồi đây đọc kinh con. Dạ. Con ơi, tới đây con, dẫn em tới đây đọc kinh. À, có bé... ba bạn biết đọc. Ngồi xuống đây, gần sau cô cho đi nữa con. Ngồi xuống. Đây, ngồi gần cô. Nghe chưa Thảo? Mắt cô bỏ con lại đó nghe. À, bạn này là minh mẫn hơn là quản lý được. Sực giỏi lắm, cảnh này làm việc giỏi. Ý là bạn này là biết quản lý được một tí. Con tên là gì? Nói đi. Tên Thảo. Tên Thảo à?
Rồi thôi đọc kinh con. Đọc kinh đi. Nhân nhân cha và con và ban thần Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần mời con đàn biến hồn con phán xuống cho con hầu mân chan chứa trao thừa cho đáng hồi thanh đường. Nguyện xin Chúa ngồi vào đói nghe lời con thiết tha truyền thương mẹ thắm đưa con ngày đêm nhờ xa phòng trả lại ơn tiền. Lạy Chúa con, Chúa là đức cho tốt cho lành vô cùng. Chúa là dựng lên con và cho con Chúa là đời. Chiều nạn chiều chế vì con mà con đã cả lòng hoan linh lỗi. Cùng Chúa ý con là buồn đau đớn, cùng che mọi tội con, che mọi sự con giống lần chưa cái. Và nhờ ơn Chúa thì con sẽ là xa niềm tội. Con là bên đền tội cho xuống Amen. Tôi tin cân nữa Chúa trời là cha bé tao vô cùng dựng lên trời đánh. Tôi tin cân đỡ Chúa Giêsu Kitô là con một đơn Chúa cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép được Chúa hành thành mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nạn đời quang phong vi ô phi la tô. Chiều đông đang trên cây khăn giá trên mặt đang sáng. Xuống một tối tông ngày thứ ba bởi trong kề che mà sống lại. Lên trời người lên ô đơn Chúa cha mẹ ta vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống và sẽ kê xong và kề che. Tôi tình cánh đơn Chúa hành thần. Tôi đến có hồi hành hẳn có không nên đại ca khăn trong cầu. Tôi đến thế hạ tội. Tôi tên xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hẳn sống vậy. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đêm, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay thứ tư hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin xin mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và con phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Maria Maria cho cầu cho con là cả có tội thiên này và trong giờ lâm tù Amen. Xin mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và con phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Maria Đức Mẹ Đức Cha Cầu Cha lúc con là kẻ có tội thì này là trong giờ lâm tù Amen. Xin mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà con phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Maria Đức Mẹ Đức Cha Cầu Cha lúc con là kẻ có tội thì này là trong giờ lâm tù Amen. Xin mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà con phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Maria Đức Mẹ Đức Cha Cầu Cha chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tù Amen. Mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà con phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Maria Đức Mẹ Đức Cha Cầu Cha chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tù Amen. Mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà con phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen. Mừng Maria đời ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà con phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là Thánh Maria Đức Mẹ may học tục.
may mọc để buổi chiều sáng. Rất là tội nghiệp của chú chị ạ. Một mình cô là chăm bằng này cháu rất là mệt mỏi luôn. Và hôm nay dâu đi lên Đài Đức Mẹ thì vô tình gặp được cái hoàn cảnh như thế này. Cô đã đưa các em, các cháu đi lên đây để xin ơn trên phù hộ cho các cháu được mạnh khỏe. À, tạm chia tay với các cháu nhỏ có mảnh đời thật khó khăn ở khu vực Băng Đen. Thì tiếp theo xin mời cô chú anh chị và các bạn theo chân của dâu đi. Đến với Băng Đen chúng ta không thể bỏ qua một điểm đến, đó là chùa Khánh Lâm. Trước mặt của dâu đây là chùa Khánh Lâm. Đó. Dâu đã đi một bậc thang khá là dài từ khu vực dưới lên. Đang hiện diện trước mặt cô chú anh chị các bạn, đó là chùa Khánh Lâm. Hai bên cổng vào là hai hộ pháp rất là oai nghi. Cổng rất là, cột rất là to lớn nhé cô chú chị. Đó, cột rất là to lớn luôn. Hai bên là hai chú nghê đá. Không khí thì rất là trong lành, mát mẻ luôn. Khu vực đây còn là rừng nguyên sơ cô chú chị ạ, cho nên là rất là mát mẻ trong lành. Xin mời cô chú chị và các bạn đi theo chân của dâu đi sâu ở phía trong chùa nhé. Hai bên này là hai cây đèn đá. Dọc hai bên bờ của chúng ta là rừng nguyên sinh, nên là đến đây là không khí rất là trong lành, rất là mát mẻ luôn. Băng Đen là một trong những nơi mà nếu như cô chú anh chị mà có dịp trở về với Kon Tum thì chúng ta không thể bỏ qua được một trong những nơi đặc biệt như là Băng Đen đây. Trước mắt chúng ta đây là một bức Quan Âm Bồ Tát, tượng của Quan Âm Bồ Tát rất là to cao. Đó. Quan Âm Bồ Tát tay cầm lọ cam lồ cũng là đẹp luôn. Bên tay phải chúng ta đây là hồ sen. Đẹp luôn. Nè. Chào cô nhá. Cô nhận được con luôn à? Nhận ra. Dạ, ô đấy. Cô hay xem. Dạ. Bắt tay chào ra. Cô hay xem kênh con à? Hay xem kênh con, vậy là dạ. Cô đi xuống dưới cốc rồi. Dạ. Cho nên là xem làm đưa ngày nào cũng xem, ngày nào cũng xem. Dạ. À cô không xuống cốc thầy Minh Tuệ rồi à? Trời, chú Minh Tuệ. À cô đâu tới? Cô trên chỗ Kon Tum đó thầy. Dạ vâng. Trên chỗ Đắc Hai Kon Tum ạ. À hôm nay con cũng dẫn đoàn đi thường tiện là đi lên đây tham quan đây luôn. Ừ. Dạ vâng. Hay là đi về dạy thầy nhưng không gặp thầy, nhưng mà học được cái đức hạnh của thầy là được rồi, là cảm ơn trời Phật rồi. Cô đi một mình à? Cô đi theo đoàn. À vậy cô đã tham quan hết ở trên này chưa? Chưa, giờ mới đi xuống đấy là hết. Vâng, con giờ con mới lên. Cảm ơn cô nhé. Ừ, cô cảm ơn. Chúc cô nhiều sức khỏe nhé. Rồi, cô cảm ơn nha. Cô cũng mới đặt hàng của Thinh Sáu. Dạ vâng. Ừ, ủng hộ. Chào cô nhá. À, dâu vừa gặp được một vị khán giả rất là quý mến dâu nên là cũng chào hỏi một xíu. Trước mắt chúng ta đây hai bên là Thập Bát La Hán. Các vị Thập Bát La Hán. Hai ông ở bên là hai ông hộ pháp đúng không? Đây là ngài Hàng Long. Đó. La Hán Hàng Long. Trường My, đây là ngài Trường My.
Đó. Ngài Trầm Tư này, ngài này ngài Tiêu Sư, ngài này là ngài Khoái Nhĩ, ngài này là ngài Ba Tiêu này. Đó, ngài Ba Tiêu đang ngồi đây này. Ngài này ngài Tọa Lộc, ngài này ngài Khánh Hỷ, ngài này ngài Quá Hải. Đó. Còn ngài đây là Bố Đại, ngài Hàng Tịnh. Đấy, rất là nhiều ngài. Đó. Hai bên này cũng là hai hộ pháp bằng đá rất là đẹp. Đó, hai bên là hai ngài hộ pháp. À, xin mời cô chú chị và các bạn, chúng ta đi sâu ở phía bên trong để xem bên trong có những cái bài tiết, những cái gì đẹp để cho cô chú chị tham quan như là triển lãm. Ồ, đẹp quá cô chú chị. Quá đẹp luôn ạ. A Di Đà Phật. Đi vào trong này là dâu cảm giác có một cái gì đó rất là yên bình và thanh tịnh. Rất là cao lớn và đẹp nhỉ. Coi đấy, không dặn ta coi đấy. Để tôi coi. Coi này là coi Việt. Coi Nhật thì nó nhiều tiền, nhưng coi này là coi Việt. Coi đấy. Đây là các coi ở chùa Khánh Lâm. Ôi ôi, ôi đớp con tay luôn này. Bút con tay luôn. Ôi ôi, đã thế. Đớp con tay luôn. Ôi à, đọc thẳng con tay luôn. Ôi đẹp quá, con cá này vàng ươm luôn. Nè, số này thử được đấy. Ừ, chờ cái này mà mình quan sát thôi tuyệt vời lắm rồi. Nó đâu con tay bùm bùm luôn, không đau. Nó nôn nôn tay thôi. Tất cả là người ta đưa đồ ăn cho nó. Thầy xem là thầy cho ăn mà. Đúng rồi. Đành lắm. Bước kia lên dương phòng đều chưa cậu? Ừ, đó. Ồ. Tượng A Di Đà ngồi mọc rêu rất là đẹp. Đó. Đi chúng ta đi sang khu vực bên kia xem đi. Mỗi nơi xem một tí thôi. Ở đây còn rộng lắm. Mấy cái này đấy. Điểm đến tiếp theo là thác Ba Sĩ. Đây là đi theo đường này là đi ô tô, chứ còn đúng ra là đi đường kia là ta đi bộ xuống thì
có bộ đi 186 bậc. 186 bậc đẹp lắm. Này muốn trải nghiệm tí xíu nữa leo lên. Một tí nữa mình leo lên đi cho đẹp. Nó đẹp lắm mà mát. Giờ ta đi ô tô thì ta phải đi qua cái cung đường này. À. Không nhưng mà lát nữa mình đi lên thì cố gắng đi lên nữa đấy nhá. Đi cho nó đẹp. Để đi vòng vèo quanh co như kiểu đi ở Hà Giang ấy. À, dốc xuống. Dốc này mà đi xe máy mà ai không có thắng mà đi được đường này mới là nè này. Ôi dốc cắm thôi người nhỉ. À, cứ thế mà thả. Chúng ta với bác tài, mấy bác tài được bạn ở quê vào đây thì chắc khiếp lắm. Nên cho mình đây thì mới đây là mình cũng sợ. Hai bên là hoa xin thái rất là nhiều luôn. Nó đẹp luôn. Để cho xuống này chạy vào luôn. Rồi xuống. Xuống thôi. Mời cả nhà xuống xe nhá. Đây đây đi đi này. Đây đi 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 này. Không có cao về mà đâu gì nữa nhỉ? Ờ. Chúc giờ cao rồi. Hai bên hoa xỉn thái rất là nhiều luôn. Đi lần lượt theo đường nào. Bữa này thay đổi nhiều quá mình không nhận ra đường đi lên chỗ thác chỗ nào luôn. Đường đi xuống thác mé bên này chứ nhờ. À mé này. They are roasting, right? Yeah. Better roast, more. Hú đồng đội đi không có lạc hết bây giờ. Ồ, mát mẻ quá nhờ. Đúng như Đà Lạt 2 nè. Đâu gà rừng đâu. Ồ, đúng rồi, con gà mái rừng rất là đẹp. Ồ, thơ mộng mát mẻ quá. Rất là mát mẻ luôn cô chú chị. Ồ, giời, đẹp tuyệt vời luôn.
đi tao đi. Mẹ, đi tao đây. Nhanh mà tôi đi lại. Ô. Đây nó quay còn lịch nước đi chứ. Được. Mình phải tàn. Đây là những cây hoa anh đào này. Tết xong là những cây này nở rất là đẹp, nhưng mùa này không có hoa. Nếu mà ra ngoài Tết là hoa rất là đẹp. À, trước mắt chúng ta đây là thác Ba Sĩ. Xin mời cô chú chị và các bạn là theo chân của dâu đi đến chiêm ngưỡng thác Ba Sĩ. Ông đâu? Có đẹp không ạ? Ồ, quá tuyệt vời luôn. Thác Ba Sĩ là một trong những điểm mà khi chúng ta đến Kon Tum cũng không thể bỏ qua được. Đến gần cho cô chú chị xem. Thác rất là đẹp. Ồ, đẹp quá. À, rất nhiều người thuê áo phao, thuê thuyền để bơi ở dưới khu vực thác. Đó, thác Ba Sĩ. Đến gần bên cạnh thác và cái hơi nước bay ra rất là mát luôn cô chú chị ạ. Rất là mát, rất là đẹp luôn. Đó. Cô chú chị nào mà chưa từng đến khu vực này mà muốn đến tham quan có thể liên hệ qua dâu nha. Dâu có thể dẫn cô chú chị đi. À, đây là các cô chú chị đi tham quan và mua đồ. Về đây là ngồi ăn tại chòi luôn. Biết tại sao ở đây người ta gọi là thác Ba Sĩ không chị? Bởi vì đây là ngày xưa nó có ba cái thằng nó rất sĩ, gái nó nhảy xuống nó chết nên gọi là thác Ba Sĩ. Tếu táo đi cho vui cô nhỉ. Cô đến đây chơi lâu chưa cô? Dạ, cô đi với ai? Mấy đứa nhỏ. Dạ. Cô ở đâu tới cô? Hả? Cô ở đâu tới? Gia Lai. Ở dưới Gia Lai à? Con ở dưới Gia Lai lên đây. Đến đây vui cô nhỉ? Mát quá, đứng đây vẫn mát nhỉ.
Đây là điểm rất nhiều các bạn trẻ check in. Chú Bảnh rất là đẹp luôn. Khu vực dưới đây là cà phê. Cà phê tròi cho tất cả các khách du lịch ở xa tới có thể xuống đây ngồi uống cà phê ở đây. Ôi ôi. Đứng ở phía trên thác nhìn xuống rất là đẹp. Đây được con đường mệnh danh là con đường 1000 bao nhiêu bậc đấy, quên mất rồi. Gọi là con đường xuống thác Ba Sĩ. Ô, mệt phết nhờ. À kia rồi, hai đại ca cũng đi theo sau kia rồi. Mùa mưa đi cái đường này là rất nhiều vắt nhá. Mùa mưa đi đường này là có vắt luôn này. Để ý nhá, cẩn thận không trơn nhá. Đó, đây con đường đi xuống ngay chỗ chân thác luôn. Ồ. Đi để trải nghiệm thì chúng ta phải đi những con đường như này thì mới biết được. Bám vào thành nhá, không có ngã nhá. Ô, uống cho nhiều lon bia đấy. Có hết một thùng không anh? Hết một thùng luôn à? Uống cái say như này có đi được không? Đi tốt hả? Ba hai đồng chí này đi có thấy mỏi chân không? Ô, quả rẻ rụng nhiều này. Ô, đến nơi rồi. Mệt quá nhỉ. Lượng là 50 đô. Đó là 50 đô. Thôi, tôi ghi như vậy. Cái cây hơi mà cứ mà đến, cứ mình mua rồi. Khi nào ông giao rất dạng. Trên chú này là tượng... Đây là cho ông Nhân Đái này, cho ông Nhân Đeo bởi... Tượng trên này nó mục hết rồi anh nhỉ? Mục rồi. Để nó có tuổi rồi. Nó có tuổi rồi. Làm cuối năm 27. Nó già rồi. Nó có tuổi rồi. Còn anh thì làm lại hay không? Thì cũng phải khôi phục chứ. Cứ để nó mục đi. Có cái đơn vị nào thi công hay làm chưa anh? Chưa có. Cái này là dân trong làng làm ra nó đặt mà. Các
xin mời cô chú chị các bạn theo chân của dâu đi lên tham quan vườn tượng. Đây gọi là vườn tượng. Người Si Đăng, người Mơ Lâm, người ta làm nên những cái tác phẩm của người đồng bào hai bên. Ở người Ra Rai thì có những tượng ở nhà Mồ, nhà Bơ Thi. Trong cái lễ hội Bơ Thi thì cũng rất nhiều tượng như thế này. Đó. Đây gọi là nghệ thuật tượng nhà Mồ của người đồng bào Mơ Lâm, Si Đăng. Ở Gia Lai thì có người Gia Lai cũng có cái nghệ thuật tượng như này rất là nhiều. Và nhiều bức ở đây là cũng qua thời gian lâu rồi cũng đang bị mục, bị hư hại rất là nhiều. Lên trên đây thì không gian trên này rất là mát mẻ, khí hậu rất là trong lành luôn. Ô, mặc dù đi lên bậc thang hơi mệt tí nhưng mà cảm giác lên đây là rất là mát mẻ, trong lành luôn. À, rất là nhiều chuyện luôn. Đánh phòng xiên. Ô, một chú cá chép. Tượng đang mục hết rồi. Rất là nhiều tượng ở phía trên nữa. Bức này lâu tuổi rồi cũng mục hết đằng sau. Đi, khi chúng ta xuống phía dưới thôi, trên này còn rất là nhiều. Nhưng cảm thấy khá mệt. Nãy giờ đi qua mấy con thác và mấy cái đèo. À, leo trèo cũng khá nhiều rồi. Cảm ơn toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của dâu. Thì trên kênh của dâu có bán rất nhiều các loại mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyến chi và mật ong cà phê. Ngoài những mật ong ra thì còn có rất nhiều các loại trà, đặc biệt là trà thảo mộc. Trên tay em đang cầm đây là chè dây nhé. Chè dây có tác dụng là giúp cho giải nhiệt này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày, điều trị các chứng như mất ngủ, giảm cân, căng thẳng, rất là tốt cho các bác nào mất ngủ nhá. Đây là chè dây. Còn ngoài cái phần chè dây còn có là chè lá ổi. Chè lá ổi thì thành phần chính gồm có này lá sen, giả cổ lam, gạo nứt, và thành phần chính không thể thiếu được đó là lá ổi. Trong một túi như này là có 20 túi lọc. Cô chú anh chị có thể pha với 2 lít đến 2 lít rưỡi nước, đun uống thay nước hàng ngày. Ngoài sản phẩm trà lá ổi còn có trà măng cầu. Đấy, trà măng cầu và loại 1 và loại 2 rất là tốt. Và đây đặc biệt đây là còn tiêu này. Tiêu này là tiêu nguyên chất lấy của em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ nhé. Đó, em Thìn, em trai của thầy Thích Minh Tuệ, cô chú mà ủng hộ thì cũng gọi vào số hotline để ủng hộ cho em Thìn, cô chú anh chị nhé. Ngoài những sản phẩm trên còn có cà phê. Đó, đây là cà phê nguyên hạt. Cô chú anh chị có thể mua về tự xay và uống lấy. Đây là cà phê truyền thống. Đấy, cà phê truyền thống thì dâu có lấy của sư bá, là anh trai của thầy Thích Minh Tuệ. Đó, và cà phê hòa tan, cà phê sữa. Giá cả như thế nào thì cô chú anh chị cũng gọi vào cái số hotline mà dâu đã ghi ở trên màn hình. Đó, đây còn là mặt hàng nữa, đó là nụ hoa tam thất. Đó, nụ hoa tam thất thì uống rất là tốt. Đấy, giúp bổ máu này, lợi cho đường, hỗ trợ cho huyết áp này, đặc biệt là đối với những người mà có huyết áp cao. Đấy, tăng cường trí nhớ. Đấy, làm việc căng thẳng này, rất tốt cho tăng cường chức năng gan, bổ máu, ngăn ngừa các bệnh thiếu máu và phụ nữ sau sinh, nói chung là rất là tốt. Và cái tháng này là cái tháng Vu Lan báo hiếu thì em có về rất nhiều các loại bánh trung thu nhá.
Đó, bánh trung thu rất là ngon, các cô chú anh chị có mua thì ủng hộ nhá, bảo hành cho các bác 3 tháng nhá. Bác nào mua thì số hotline dưới em có ghi dưới đó. Tinh bột nghệ này cô chú anh chị có thể pha với lại mật ong, 2 thìa bột nghệ và 1 thìa mật ong, uống vào mỗi buổi sáng, rất tốt cho bác nào viêm loét dạ dày, hơi rất là tốt. Đó. Ngoài ra ra còn có rất nhiều các loại mặt hàng như là gạo nứt này, bánh trung thu rồi thì trầm, trầm hương thắp rất là thơm, rất nhiều các loại nông sản như hạt điều, mắc-ca này nhé, đây hạt điều loại 1 này, phút trên không rất là tốt, một bì như này 500g giá 125k nhé. Đây hạt mắc-ca này ạ. Hạt mắc-ca rất là thơm ngon, một bì như này giá 125k nhé. Cô chú anh chị mua cũng số hotline con ghi vào màn hình. Qua đây cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã theo dõi hành trình của dâu và có mua ủng hộ cho dâu rất nhiều những sản phẩm trong thời gian vừa qua, thì cũng trích một phần để làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú, các bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin hẹn gặp lại và chào cô chú và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.